đai hỗ trợ cho bắp và gót chân dành cho những người chơi thể thao, đặc biệt là với những người mà chơi với cường độ mạnh nha. Dạ, cái này nó có hai size, size M và size L. Chân trái chân phải thì sao? Dạ, dùng được cả hai chân. À, chỉ có hai size. Dạ. Còn chân trái phải đều dùng dạ, được. Dạ, phải dùng chân được. À, chạy bộ nè, bóng đá, bóng chuyền, những người vận động nhiều ha. Mình kéo cao và siết chặt cái phần bắp chân ở bên trên. Đây là cái lực không gian hỗ trợ cái phần bắp chân mình kéo đây. Rồi, quá mạnh luôn. Dạ. Cái lực kéo nó rất là lớn. Dạ. Rất là dễ sử dụng. À, mình nghe cảm giác nó rất là chắc chắn cái chân của mình nè. Nó có một cái lực kéo rất là mạnh chỗ này. Những người chạy bộ rất là thích cái này. Giống như có người nào đã trợ lực cho mình vậy đó. Đó, cảm giác theo. Khi mình đạp số dòng kéo lên thì có cái lực kéo của cái sau. Rồi, cảm giác thấy không, nó chừa cái gót ra nên nó vận động khá là dễ dàng nè. Hồ Sơn cảm ơn cả nhà đã theo dõi nha. Đây là sản phẩm rất là quen thuộc dành cho những người chơi thể thao để bảo vệ gót chân và gót chân nè. Rồi cả nhà có gì thắc mắc thì gọi điện trực tiếp cho Hồ Sơn hoặc là xem thêm các sản phẩm hỗ trợ của Bao Bon chơi thể thao và hỗ trợ điều trị. Rồi tạm biệt bà con, hẹn gặp lại ở video sau.